Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này tôi giới thiệu các bạn ba cái phô mai rừng đọt xanh của Khánh Hòa các bạn nha. Đầu tiên là mã KD1 hoành nói chút xíu đo các bạn. KD1. Cây này nhìn khá duyên các bạn. Hoành ngang cổ đó là nó 30 các bạn. Chiều cao thì từ mặt dĩa lên trên tới đầu ngọn là nó 60. Cây rất là đẹp. Cây rất là đẹp nha. Đó, cây này ok không? Cây này các bạn lật thế lại. Nó ra hình thú các bạn. Lật thế lại thì nó sẽ nhìn nó khéo hơn. Rồi các bạn cắt luôn cái phần chi chi tử ở bên dưới là cây sẽ rất là phong độ. Cắt cái phần chi dưới là phong độ nha. Cái này tùy các bạn thôi. Bạn chơi tùy các bạn. Mình chỉ gợi ý vậy thôi. Cắt lại cái thì nó sẽ phong độ ha. Phong độ liền. Cây này nhìn cũng hay hay các bạn. Rồi tiếp theo là mã KD2. Hoành ngang cổ thân của nó là 25. Chiều cao từ dĩa lên là nó 55. Cây có rễ khá là đều. Cây có rễ khá đều. Một cốt. Hoành 25, chiều cao 55. Bạn trồng các bạn phơi cái lưng lên nhìn đẹp. Gom rễ lại các bạn. Về các bạn cắt lại nha. Về cắt lại. Đừng để vậy trồng. Không đẹp. Về anh em xử lý phôi thì sướng cái là mình cắt này kia nó đã tay các bạn. Cây nhỏ nhỏ rẻ rẻ tiền các bạn chơi đã tay. Rồi tiếp theo là mã KD3 hoành hoành ngang cổ đó là nó 24 mini các bạn, nhỏ xíu 24. Cây này thì rễ yếu, cao của nó là 54, cao 54, rễ thì yếu ha. Cây này chúng ta lật lại chút xíu, lật lật xuống cho hai cái chân nó ăn xuống dưới thì cây nó dễ trồng dễ sống. Thế cũng đẹp, lật xuống chút xíu nha các bạn nha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 150.000, 150.000. Còn bạn nào lấy hết ba phôi này thì giá rẻ hơn ha, lấy nguyên lô thì giá rẻ hơn, giá nguyên lô rẻ hơn nha các bạn nha. Nguyên lô này thì để các bạn giá là 550.000 thôi, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha.